Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Sáu ưu điểm của đầu tư cổ phiếu. Bạn đã biết có rất nhiều ưu điểm của đầu tư cổ phiếu khiến đây là loại hình kinh doanh được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên bạn cần hiểu rằng, khi bạn thực hiện mua một mã cổ phiếu dù chỉ với số lượng nhỏ nghĩa là bạn đang bỏ tiền để sở hữu một phần của công ty đó chứ không chỉ là hoạt động mua bán thông thường. Đầu tư cổ phiếu khá phổ biến và được quan tâm trong thời gian gần đây, năm 2019 được kỳ vọng sẽ là năm thị trường có nhiều diễn biến tích cực. Trong phạm vi bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng phân tích các ưu điểm của đầu tư cổ phiếu để lý giải lý do mà hoạt động này nhận được sự ưa chuộng của nhiều người. Một cách thức đầu tư khá đơn giản, đây là ưu điểm của đầu tư cổ phiếu giúp cho nhiều người có thể tham gia đầu tư. Không những vậy, bất kể bạn có một số tiền lớn hay nhỏ thì đều có thể bắt tay ngay vào lựa chọn các mã cổ phiếu tốt. Mua và lưu giữ lại để sinh lời, hai hoạt động đầu tư uy tín, đã có từ lâu, lựa chọn những cổ phiếu tốt. Đầu tư tiền vào cổ phiếu thu lợi nhuận hay tái đầu tư lợi nhuận để sinh lời lớn là cách làm quen thuộc và tạo ra rất nhiều tỷ phú trên thế giới. Vì thế, dù đã từng có những sự cố xảy ra nhưng nhìn chung đầu tư cổ phiếu vẫn là một trong các hình thức đầu tư uy tín nhất từ trước đến nay. 3. Thu lời từ hoạt động của doanh nghiệp mà không cần quản lý doanh nghiệp. Khi một nhà đầu tư mua cổ phiếu của một công ty nào đó nghĩa là họ đã sở hữu một phần doanh nghiệp. Bạn có quyền hưởng lợi tức có được từ hoạt động kinh doanh, có quyền bỏ phiếu ủng hộ hay phản đối khi doanh nghiệp có những thay đổi lớn. Tuy nhiên bạn không cần phải tham gia quản lý hay giám sát thường xuyên mà việc của bạn là theo dõi hoạt động của công ty để lựa chọn những thời điểm mua vào hay bán ra có lợi nhất cho mình. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. 4. Nhà đầu tư có thể thu lời theo nhiều hình thức. Bên cạnh việc hưởng lợi khi giá cổ phiếu tăng lên thì nhà đầu tư có thể được hưởng tiền cổ tức chia từ phần lãi kinh doanh nếu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Miễn là tại thời điểm công ty chốt danh sách chi trả cổ tức thì tài khoản của bạn phải sở hữu lượng cổ phần của công ty đó. 5. Tính thanh khoản cao. Tính thanh khoản là ưu điểm của đầu tư cổ phiếu giúp thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư hơn. Theo đó, các hoạt động mua bán có thể diễn ra nhanh chóng. Khi một người mua một cổ phiếu thì thao tác này có thể thành công sau vài phút. Bạn cũng chỉ cần chờ 3 ngày để cổ phiếu về tài khoản của mình và có thể bán ra thu lời. 6. Nhà đầu tư được hỗ trợ vay vốn. Nhiều công ty chứng khoán cung cấp hình thức đòn bẩy tài chính, vay ký quỹ margin, giúp cho nhà đầu tư có thể thực hiện mua bán số lượng lớn cổ phần chỉ với mức vốn nhỏ. Bản chất của hoạt động này là bạn dùng chính số lượng cổ phiếu bạn mua làm vật thế chấp để vay vốn và trả một phần phí nhất định. Cách thức này được nhiều người sử dụng khi họ dự đoán giá cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng trong một khoảng thời gian nào đó. Tuy nhiên đòn bẩy tài chính khá rủi ro và không phải ai cũng thành công với hình thức này, thật sự có rất nhiều ưu điểm của đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên không phải ai tham gia cũng thành công, bởi thị trường chứng khoán hoạt động ngoài dựa trên những yếu tố cơ bản như tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Tình trạng kinh tế vĩ mô thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khó kiểm soát như kinh tế thế giới và đặc biệt là tâm lý thị trường. Vì thế, đây là một hình thức đầu tư đúng nghĩa dành cho những người có kiến thức tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.